miền đất ấy cho tôi lớn lên với bao buồn vui. Miền đất ấy nghe tuổi thơ qua như cơn gió buồn, nhưng đùa chơi rất thơ ngây như còn đây, còn mãi trong trái tim này. Miền đất ơi, nước mắt đã rơi bao nhiêu ngày đêm. Miền đất ơi, bao nhiêu đổi thay, bao nhiêu tấm lòng. Ôi từng năm đất quê hương sao mà thương, tình đất thấm đôi tay. Anh chị chất chén xuống trước hàng tôi chi nhiều quá vậy? Cô dặn tôi 30 lố mà. Nhưng không phải hôm nay. Cô dặn đầu tháng, bên đây là hai tay rồi. Với điều kiện là tôi bán hết hàng kìa. Anh chị coi, hàng của anh chị bán chậm quá, còn nằm thù lù ra đó, sao tôi dám lấy tiếp? Vậy chừng nào tôi tới giao hàng được? Thì anh chị thỉnh thoảng cứ đi ngang qua đây, nếu cần tôi sẽ gọi. Chị dặn tôi mang đến, lại không lấy hàng, làm ăn gì mà kỳ vậy? Chén dĩa trơn của anh chị bán chậm quá, khách hàng lúc này ưa chuộng chén dĩa có hình vẽ hơn. Anh chị coi nè, hàng của lò gốm Hào Phát á. Giờ chúng ta học bài mới. Tôi không thích giỡn đâu. Mấy trò trật tự. Có gì mà con khóc vậy? Tới giờ nó phải uống sữa, không có má nó đây nên nó khóc đó cô. Trong lớp không được nói bậy làm hề. Các trò nghe chưa? Con tên gì? Hồi nãy cô điểm danh mà chưa thấy con đứng dậy. Con tên Dương Diệp Tài. Trong danh sách lớp này không có tên con. Con vô nhầm lớp rồi. Má con nói con học lớp nhì chung với Lợi. Tài phá lắm đó cô. Thủy Trúc khóc là tại nó đó. Cô chuyển nó đi bàn khác đi cô. Nó không đóng tiền học nhảy vô học đại đó cô. Má tao có đóng tiền đàng hoàng. Mày mà nói bậy về nhà tao sẽ. Cô sẽ lên văn phòng rà lại danh sách. Nhưng đã là học trò lớp này, con mà quậy phá cô sẽ phạt biết chưa. Mày nói nhiều quá. Con chào cô. Con có học hay không mà sao đứng ngoài này không vô lớp? Con muốn vô lớp học lắm, nhưng ông Tư chưa đóng học phí cho con. Con cứ vô lớp ngồi đi. Chưa đóng học phí, con chưa dám vô ngồi. Cô cho phép mà. Cô cho phép con đứng ngoài nhìn các bạn học được rồi. Cô ơi, chừng nào đóng tiền học phí xong, cô cho con ngồi cạnh bạn Thủy Trúc nha cô. Cô chưa chuyển bạn Tài đi chỗ khác. Được rồi. Giờ con muốn ngồi bàn nào? Dạ con. Cô cho con ngồi kế bên anh Cao Cao. Được rồi, con cặp xuống ngồi cạnh bàn Phúc đi.
Trong lớp mình, Đặng Minh Phúc lớn tuổi nhất, cao nhất. Cô chọn trò Phúc làm trưởng lớp. Trò nào đồng ý thì giơ tay lên. Cái áo mới may này con không mặc nữa đâu. Mặc đỡ đi. Sao mày cằn nhằn tao hoài vậy? Hồi sáng vô trường, đứa nào cũng cười con, nhất là thằng Tài. Để tao bắt má nó may lại cho nó hết cười. Thôi, bả mà may lại nữa cái áo thành cái nụ dẻ. Má mua cái áo khác cho con đi. Con thích cái áo ngắn ngắn tay, mặc với cái váy xanh. Thấy ai mặc đẹp rồi muốn bắt chước phải không? Con nhỏ Thủy Trúc trong lớp con mặc, ai cũng nhìn khen đẹp hết. Con tức lắm. Bữa nào mua? Thôi, má mua liền cho con. Trời ơi, thì cũng phải chờ ba mày về mới có xe ra chợ mua chứ. Ba đi đâu vậy má? Chui vô ngõ ngách nào, có nói cho tao biết đâu. Bữa nào tao đi theo dõi, thấy ổng dính keo với con nhỏ nào, biết tài tao. Dính keo là sao má? Mày con nít biết gì mà hỏi? Ai biểu tự nhiên má nói ra, con không hiểu mới hỏi lại chứ. Không tò mò tọc mạch chuyện người lớn. Hôm nay bán không được, má buồn hả? Buôn bán có ngày đắt, ngày ế, má buồn làm gì? Ế thì má không có buồn lắm. Má buồn vì lò mình thua sút người ta. Thua sút vì cái gì hả má? Chén dĩa người ta có màu, có hình vẽ. Mai mốt nhà mình sẽ tìm cách đưa hình vẽ vào chén dĩa, giống như lò người ta. Mình sẽ không thua sút đâu, má đừng có lo. Nhưng tới khi nào chứ? Con sẽ tìm cách. Con phải lo học. À, bữa nay tụi nó chọc ghẹo con dữ lắm hả Phúc? Chỉ có tụi xấu nó mới chọc ghẹo con không mắc cỡ đâu. Bữa nay học được không? Lúc đầu con đọc lộn câu tục ngữ, nhưng con giải thích được nên cô giáo khen con. Ngày mai con sẽ cố gắng học tốt hơn. Có chí thì nên má à. Có chí thì nên. À, đúng rồi. Em học cao vậy rồi hả? Anh đừng có chọc em tội nghiệp. Nghỉ học mấy năm, giờ học chung với mấy đứa nhỏ, em cũng đủ mắc cỡ lắm rồi. Anh nói thiệt tình đó, anh chưa học tới lớp này đâu. Bây giờ mỗi ngày cho anh học ké nha. Có gì đâu, nếu anh cần học, thích học thì anh em mình cùng học càng vui. Ờ, nhưng hôm nay anh phải đi công việc, có hẹn rồi. Chú Thím Diệp có hỏi, nó anh mới đi ra sau giường nghe Phúc. Dạ. Trên bảng cô ghi không rõ. Ngày đầu người thợ làm được 270 hay 230 cái chén. Cô ghi rõ ràng là 270 cái chén. Mày còn hỏi gì nữa? Các trò bắt đầu làm bài đi. Bao nhiêu phút cô? 10 phút. Sau đó cô gọi tên trò nào, trò đó nộp tập cho cô chấm. 10 phút sao làm kịp cô? Đúng rồi đó cô. Đề toán năm học trước, cô chỉ ôn lại. Không khó đâu. Đã qua 1 phút rồi đó. Các trò tranh thủ làm bài đi. Mày làm sai rồi. 270 cái chén sao lại chia cho ba? Nhân cho ba. Mày đọc kỹ đề chưa? Ngày thứ hai là 1/3 ngày đầu, chứ đâu phải gấp 3 đâu mà mày nhân. Tao thử mày thôi, chứ ai không biết.
Mày ghi dấu gì vậy? Dấu cộng chứ dấu gì. Vậy mà tôi tưởng giống nhân. Mày ghi ẩu quá. Các trò trật tự làm bài đi. Làm xong chưa thiếu chút? Ngày thứ ba hơn ngày thứ hai 180 cái chén. Thì chút lấy 180 cái chén cộng với số chén ngày thứ hai thì ra số chén ngày thứ ba, sau cùng cộng tất cả lại. Em chóng mặt quá à. Đã hết giờ. Bây giờ cô gọi 10 trò lên nộp bài. Ráng làm bài đi Thi Trúc. Vương Thị Phương Uyên, Dương Diệp Tài, Chu Thị Minh Phượng, Trần Thủy Trúc, Nguyễn Thị Nga, Lê Thị Hiền, Nguyễn Văn Tâm, Lương Thanh Nhàn, Trần Quang Đông, Võ Thị Quỳnh Trang. Mời trò cô gọi nhanh chóng lên nộp bài. Có gì mà con la hét vậy Thủy Trúc? Cái gì vậy? Con chuột vô lớp. Thưa cô, hồi nãy thằng Tài lại gần bàn chỗ Thi Trúc ngồi với cô. Cô, hồi nãy em nhìn không rõ nên đến hỏi Trúc là 270 hay 230 cái chén. Em sợ chuột làm sao bắt nó được. Chắc lớp chiều nó để lại cô. Mày đừng có cãi, tao lại gì mày. Mày có bắt quả tang đâu mà nói. Mày. Thôi, bỏ qua dù con chuột. Tất cả trật tự lại. Trong khi cô chấm bài, cô nhờ một trò lên giải bài toán trên bảng. Trưởng lớp lên bảng. Thủy Trúc, sao trò chưa nộp bài? Thưa cô giải xong rồi. Trò có học qua rồi sao mà giải nhanh vậy? Mỗi ngày làm chén con đều tính như vậy. Cô có lời khen trò. Phúc được 10 điểm. Trời ơi, con giỏi quá. Các trò lên lấy tập về. Chỗ đi Tài. Học sinh nghiêm. Ê, tụi bay biết con Thị Trúc nó bao nhiêu điểm toán không? Con Thị Trúc nhỏ con mà ăn chiếc đại bàn bự quá tụi bay ơi. Mày giỏi quá hả Tài? Vỡ copy á. Mày mà chồng Thị Trúc tao đánh mày. Trưởng lớp buồn quay lắm hả? Nó là gì của mày mà mày bính nó? Đi. Sao hôm nay Ngọc không tới trường vậy Thi Trúc? Em cũng không biết nữa. Thôi đừng buồn, ngày mai gỡ điểm lại. Giờ tôi dạy Thi Trúc bài toán trong sách ha. Phượng, Thủy Trúc đâu? Anh Phúc đang dạy nó làm toán. Hồi nãy giờ có đứa nào hiếp nó không? Thằng Tài chứ ai. Nó bỏ con chuột lắc vô hộp bàn của Thủy Trúc làm nó sợ quá trời. Thủy Trúc làm bài bị điểm không. Thằng Tài chọc Thủy Trúc bị ăn chứng đại bàn đó. Thằng Tài ở đâu mày thấy không? Nó kìa. Ê thằng Tài lại đây biểu. Gì đó bà vú. Mày gọi ai là bà vú? Tao nói mày á. Ây da, mày đánh tao thêm một cái nữa tao đá. Sao hồi nãy mày ăn hiếp Thủy Trúc? Ăn hiếp gì? Sao mày bỏ chuột vô hộp bàn nó? Sao lại chọc nó ăn chứng đại bàn hả? Ai nói cho mày biết? Mấy đứa chạy ở dây đằng kia nói kìa. Tao đâu biết nó sợ chuột, nên cho nó đem về nuôi.
Còn nó học ngu thì ăn ốc tọt, tôi chứng đại bàng. Ai cho mày mở tập đó ra coi? Tao cho chứ ai, rồi mày làm gì tao? Ra này để quất ngựa, từ đây tao để quất mày. Không đánh mày làm tới. Mày, mày... Nè giỏi. Các em không được chọc ghẹo nhau. Tao tha cho mày đó. Bữa nay ghé qua tiệm thuốc bắc, tôi lấy được mấy thang thuốc. Ông Trần Hùng đó tốt lắm, lấy có nửa giá tiền. Lòng tốt của ông đó làm sao đủ để cho bà nửa thang thuốc chứ. Thì mọi khi nhiêu đây thang thuốc, tôi phải trả gấp đôi tiền. Tôi biết rồi, là bởi vì mấy ngày nay ông mướn tôi chở con gái ông đi học, rồi nhờ luôn con Ngọc tới trường canh chừng giùm con ổng, để tụi học trò nó khỏi ăn hiếp con gái ổng. Nên trừ tiền thuốc trả công đó thôi. Tập hợp, tập hợp, tập hợp. Ê, bà vô đánh xe ngựa. Lớp học này ai cho mà đứng vô hàng. Về đi. Tài, trật tự. Ngọc đã đóng học phí vô lớp học rồi. Nó mang theo cây roi quất ngựa. Mày coi chừng á. Học sinh vô lớp. Thấy rồi nha. Phượng ơi, áo của Phượng dính mật nhiều quá luôn kìa. Thằng tay vô mai hết á. Sao chuyện gì cũng tay tay hết vậy? Học sinh, nghiêm. Các trò ngồi xuống. Bữa nay có thêm hai bạn nhập học vào lớp của chúng ta. Bạn thứ nhất chắc em đều đã biết, đó là Trần Thị Ngọc. Bạn mà mấy ngày trước thường đứng ở cửa sổ. Bạn thứ hai là Lê Văn Sinh đây. Bây giờ cô sắp xếp lại một số chỗ ngồi. Trò Thủy Trúc lên ngồi cạnh trò Ngọc ở dãy bàn thứ ba. Còn Phúc và Sinh có chiều cao bằng nhau nên ngồi ở dãy bàn cuối cùng. Chào bạn, ngồi xuống đi. Cô rất vui khi lớp có thêm hai trò mới vào. Nhưng cũng không được vui cho lắm khi lớp còn nhiều trò học tập chưa tiến bộ. Và mới vừa rồi, ban giám hiệu có than phiền học trò lớp ta thường gây mất trật tự. Trò muốn nói gì? Thưa cô, trong lớp có nhiều bạn chưa tiến bộ, nhưng các bạn ấy hứa sẽ cố gắng. Còn việc gây mất trật tự chỉ có Tài, Sáu và Nam thưa cô. Lớp trưởng đừng có nói bậy, tôi có gây sự gì đâu. Thưa cô, hôm qua ở sân trường, con Ngọc nó cầm roi đánh con. Cái roi nó còn để trong học bàn, cô xử nó đi. Đi học mang theo roi làm gì vậy Ngọc? Dạ, con đi xe ngựa còn phải có roi à. Em có dùng roi đánh xe ngựa để quất Tài không? Tại Tài chọc phá bàn Thủy Trúc, Tài chửi bậy à. Tài phá tụi em. Tài đặt mật vào áo của Phượng đó cô. Đâu có. Tôi thấy. Hôm qua Tài còn lật váy đầm của em lên nữa đó cô. Nó chọc váy đầm của em xấu quá, rộng thùng thình. Tài còn dọa mai mốt chơi 50 rủ thêm mấy đứa nữa núp ở trỏng đó cô. Thôi đủ rồi. Các trò không cần kể tội thêm cho Tài nữa. Tài có nhiều lỗi, nhưng rất tiếc cô không thể phạt trò ấy được. Bởi vì Tài không phải là học sinh lớp mình, cũng không phải học sinh trường mình. Ở văn phòng không nhận được giấy khai sinh của Tài, không nhận được học phí của phụ huynh Tài, và không có tên Dương Diệp Tài trong danh sách lớp nào hết. Cô không phải đuổi con, nhưng bữa nay về nhà nhớ nói với phụ huynh là tụi bay đừng khi dễ tao, không học thì thôi, đi chơi xuống hơn. Trời ơi, mày điên rồi hả cái thằng quỷ? Tại sao mày đập chén vào người ta? Ông già mày hả? Cạo đầu, cạo râu, tao cắt luôn, tóc không đủ tiền đền cho người ta nữa. Ông Diệp đuổi mày ra khỏi nhà, có nước mà đi ăn mày. Tôi thù ghét anh em tụi nó. Tụi nó còn ở lớp sao mày chạy về đây? Có chuyện gì xảy ra hả? Hai anh em tụi nó bên con Ngọc. Tụi nó nói xấu tôi, làm cho cô giáo đuổi tôi ra khỏi lớp nè.
Anh em tụi nó ghét mày lâu rồi, tao cũng khó chịu lắm. Nhưng mình đang ăn nhờ ở đậu nhà nó nên nhịn nhục. Mai mốt có tiền rồi tính sao. Bây giờ mày phụ tao dọn ba cái miễn chén này, nếu không mày không yên với ông Diệp đâu. Lẹ lên. Má làm gì sợ họ như vậy? Lúc này không có họ thì cả nhà mình chết đói rồi. Không phải sợ, nhưng phải biết cách mới moi được tiền của họ chứ. Má không đóng tiền lại phí trường cho tôi phải không? Má đánh tài xỉu phải không? Sao mày biết? Thầy ở sớm ai cũng nói vậy mà. Đừng nói chuyện này cho ai biết nghe chưa. Nói làm gì? Má có tiền sống cho tôi một đồng đi. Cái thằng, mau ngồi xuống hốt ba cái chén bể này đem giấu ra sau giường. Tao đi chợ về có tiền, tao cho mày 2 đồng. Bán gì vậy? Má lấy món gì của họ vậy? Đừng có hỏi lôi thôi nữa. Hốt lẹ lên. Để làm được bài không thiếu chút? Làm được không thiếu cô cô. Ngọc ơi, hôm nay tao cho mày ăn đất con cát nè. Tại hồi nãy kẻn ra về, chứ không đội con trai không thắng nổi đội con gái đâu. Đội con trai làm được 6 câu, đội con gái làm được 4 câu. Vậy mà còn không chịu thua nữa. Thi tiếp nè. Tay làm. Hàm nhai. Tất đất. Tất lòng. Sai, tất đất tất vàng. Má tôi nói tấm lòng còn quý hơn vàng. Thôi thôi, cho tôi xin can 2 người đi. Tan học rồi, không có cãi nữa. Tụi mình đi kiếm gì cút ăn chè đi. Ngon lắm. Chè gì? Chè đậu đen. Tụi mình đi ăn chè đậu đen rồi về ha. Về trễ ba tôi la. Đi đi. Chút nữa tôi xin ba bà. Chị cút có chè đậu đen ngon lắm đó nha. Cho tụi bay ăn chè đậu đen nè. Đứng lại đi. Trò bị sao không? Không. Dẻo hết rồi. Ngọc có thấy mặt nó không? Nó đeo mặt nạ, nhưng nhìn tướng nó chạy tôi thấy giống Tài. Tôi cũng thấy nó giống Tài á. Nó đeo mặt nạ, sao trời lại biết nó là Tài? Tỉ như không phải thì mình đổ qua cho nó tội nghiệp. Nó không được đi học nên thù ghét tụi tôi, mà nó ghét nhất là Ngọc. Nó định trả thù tôi. Nó cũng ghét tôi nữa. Nhưng mà nó lại chọi chúng Thi Trúc. Ủa, Thi Trúc bị sao vậy? Cô Mẫn nói Thủy Trúc có bệnh dễ bị xúc động, gặp chuyện gì sợ quá, nó hay bị động kinh. Động kinh là gì? Là trời ơi, giờ làm sao? Phải đưa Thủy Trúc vô trường liền. Đưa vô trường làm gì? Giờ này thầy cô về hết rồi. Ờ ha, phải đưa Thủy Trúc về nhà ngay. Chú Sáu, chú Sáu, chú Sáu. Gì vậy? Bạn con bệnh nặng, chú chở về giùm. Thôi, tao không có hay không? Đi chú. Phương, về. Yeah. Về với tôi đi lợi. Con gái làm gì cái tay con trai kỳ quá vậy? Lên xe ba tôi về. Đi xe đạp một lát té nữa đó. Mày lên trước tao lên sau. Ông Tư tới kìa. Bác Tư. Có chuyện gì vậy Phúc? Dạ, tôi chút bị mệt. Ủa, Thủy Trúc là bị sao vậy Ngọc? Nó bị thằng Luman ném cát vô ngực, sợ quá, nó không dậy đó ông Tư. Tụi bay đứng cả đám ở đây mà để thằng vô cô làm bậy gì đó hả? Nín đi con. Phúc. Dạ. Phụ với Ngọc đưa Thủy Trúc lên xe giùm đi. Nhà trọ ở đâu? Ở Lò Gốm, gần rẫy cải. Còn mày? Ở gần phố chợ, đi một quãng đường sẽ tới tiệm thuốc bắc của nhà Thủy Trúc. Vậy tao mày đạp xe thôi đi. Ờ. Dương ơi. Dương ơi Dương. Ủa, anh Tài, đi đâu vậy? Đêm qua mưa lớn, cốc nhảy vô nhà quá trời. Tôi bắt một mớ đêm qua cho Dương nè. Cái anh này, giỡn kỳ cục. Đem men cốc qua cho tôi làm gì? Thấy ghê. Quên, không phải cho Dương, mà là cho bé Xíu. Má tôi kể,
Hồi nhỏ tôi cũng chẳng biết đi, ốm tăm ốm teo như con bé xíu vậy đó. Nghe người ta chỉ làm thịt cóc cho ăn nên mới được dưới đây nè. Dương thử làm cho con xíu ăn coi, biết đâu nó khỏi bệnh thì sao. Chưa chắc đâu. Tôi nghe nói ở con cóc có chất gì độc lắm, lỡ ăn trúng là chết liền á. Tôi làm kỹ lắm mà. Tôi lột da không dính một giọt nhựa cóc nào, tim gan phèo phổi tôi bỏ đi hết, lấy đâu trúng độc. Tôi vẫn sợ lắm, lỡ con xíu có làm sao chắc tôi chết quá. Dì không tin tôi hả? Để tôi vô làm đồ nhậu, rồi nhậu trước mặt Dương còn tôi có chết không. Cái anh này tự nhiên vô nhà người ta làm đồ nhậu là sao? Để chứng minh thịt cóc ngon và bổ. Dương nhìn tôi nhậu Dương cũng thèm mà, rồi cho bé xíu nó ăn. Nhưng lỡ anh chết ở nhà tôi, tôi biết nói làm sao với bà con lối xóm. Thì nói tôi là anh không là cái cốc khô gì của tôi hết á. Ui da. Chào anh, lâu quá không gặp. Có bệnh mới gặp cô, mà gặp cô về là thêm bệnh. Sao vậy? Tôi hốt thuốc không đúng bệnh anh hả? Anh thêm bệnh gì? Thêm chứng khó ngủ. Có thuốc nào trị chứng khó ngủ không? Có chứ, thuốc an thần. Anh chờ một lát nha. Tôi chờ cả đời cũng được mà. Lúc này anh làm nghề gì? Tôi viết báo và nhận dạy kèm cho tụi nhỏ. Anh có đến nhà dạy không? Cô Học à? Đứa cháu gái tôi. A Mẫn à, bán có một khách bệnh. Sao lâu quá vậy? Nấu cơm đi, Thủy Trúc đi học sắp về rồi đó. Bao nhiêu tiền vậy? 2 đồng 5 cắt. Anh uống thử một thang, nếu bớt quay lại tôi hốt thêm thang thứ hai. Còn nếu như không bớt thì anh cũng phải đến để tôi hốt thang thuốc khác trị đúng bệnh của anh. Thôi đủ rồi Mẫn à, tao ngứa mắt lắm rồi. Thủy Trúc nó về kìa. Trời ơi Thủy Trúc, có sao vậy? Tới ngã ba quẹo trái. Thôi để bữa khác đi, về trễ ba tao rầy. Qua cho biết nhà tao có về trễ, tao xin lỗi ba mày cho. Chút thôi nha, đua mày. Rửa mặt đi trò. Mát quá. Sinh, má mày về chưa? Má con chưa về. Chắc tại mày đưa bạn về quậy nên má mày sợ quá trốn đi chứ gì. Thôi, kêu bạn về đi. Một lát má mày về, chú qua. Vừa ngon quá. Mày bị sao vậy? Mỗi lần gặp thằng cha đó, tao thấy khó chịu quá à. Ổng là ai vậy? Ổng là liên gia trưởng khu này. Cặp mắt ổng đáng sợ quá, giống như mắt cá hấp vậy. Mắt chó sói thì có. Má,
Dạ, con chào dì. Ừ, bạn học con hả Sinh? Dạ phải, trời tên Phúc. Hai đứa ăn uống gì chưa? Con đang đói bụng, tính uống nước dừa trừ. Để ăn bánh bèo xong đã. Món này con chưa ăn lần nào. Cứ ăn thử coi ngon không nghe. Con tôi một tuần phải ăn 5 ngày. Thích quá vậy. Vì má tôi bán ế chứ sao. Ngon vậy mà bán ế hay gì? Nó nói đùa đó chứ. Bán ế riết như vậy rồi lấy tiền đâu mà nuôi cho nó ăn học. Biết ăn nước mắm ớt không vậy Phúc? Dạ biết. Nè con, hai đứa ăn đi. Nhưng bữa nay ế thiệt hay sao mà còn nhiều quá vậy? Má chừa phần cho tụi con đó. Sao má biết có Phúc tới nhà mà má chừa phần? Linh tính cho má biết bữa nay có người tới nhà mình. Hồi nãy thằng cha. Chào Hạnh. Dạ. Ủa, thằng này chưa về hả mày? Con nít đi học phải đi tới nơi về tới chốn, không khéo cha mẹ ở nhà trông đó. Con tới đây là có xin phép ba má đàng hoàng, chứ đâu có lén lút mà sợ. Thôi trò, mình ra ngoài coi chừng kẻ gian đi. Nhà mình có củ quý, dạo này hay bị kẻ gian rình mò lắm. Tội nghiệp thằng nhỏ, vì nó không có cha nên không được dạy dỗ đầy đủ. Vì nó không có cha nên tôi dạy dỗ nó kỹ càng hơn. Ông đừng có nói vậy. Xin lỗi Hạnh, chẳng qua tôi muốn nhận nó làm con nuôi, để cùng Hạnh dạy dỗ nó nên người, nên tôi mới nói vậy. Tôi tự nuôi con tôi, khỏi cần phải nhờ ai nuôi hết. Mắc mớ gì mà ông cứ tìm tôi hoài vậy? Tôi có quen mấy đứa trong rạp hát ở ngoài thị xã, tụi nó biếu tôi 2 vé xem cải lương. Tối nay đi xem với tôi nghe Hạnh. Cảm ơn. Chuyện nhà tôi đăng đăng đê đê, tôi phải thức khuya làm bánh để kịp bán sáng mai, đâu có thảnh thơi đâu mà đi xem cải lương. Nghỉ bán một bữa đi, lời lỗ bao nhiêu tôi bù cho. Đoàn cải lương Thanh Minh có cô đào trẻ Thanh Nga, vừa đẹp vừa ca hay, diễn giỏi, năm khi 10 quả. Đoàn cải lương nổi tiếng mới về đây hát, không coi uổng phí cả cuộc đời. Tôi thấy em giống Thanh Nga. Chắc em thích Thanh Nga hát lắm phải không? Ông khen ẩu vậy mà không biết mắc cỡ à. Thanh Nga thì tôi rất thích, nhưng lúc này tôi phải kiếm miếng ăn, kiếm tiền nuôi thằng Sinh đi học. Hồn dí đâu mà ngồi xem Thanh Nga hát. Hạnh nói gì mà nghe thảm thương quá vậy? Người đàn bà mà có nhan sắc như Hạnh, làm lụng chi cho nó cực khổ. Hạnh chỉ cần gật đầu một cái thôi, tôi cho Hạnh đổi đời luôn. Xin lỗi, tôi mới đi bán về, mệt quá, cần nghỉ ngơi một chút. Đợi tao chút. Hạnh à, Hạnh mệt thì nghỉ ngơi, chiều nay khỏe đi xem hát với tôi. Má, chiều nay con mời ông thầy dạy võ tới dạy võ cho con đó. Má cũng muốn con học võ cho khỏe. Thôi, chào Hạnh tôi về. Đồ con nít, ăn rồi cứ lo quanh quẩn nhà người ta, không lo phụ giúp gia đình. Thằng này lớn hư. Chú nói ai vậy? Tao nói ai thì người đó tự hiểu. Chào chú Thím. Có chuyện gì vậy Dương? Tôi có chuyện muốn nhờ Thím chút. Thím Diệp à, bữa hổm bà Tự Ngủ có mượn tôi 5 đồng. À, tao có nghe Thím Lâm nói. Tới nay hơn 2 tháng mà bà cứ làm thinh hoài à. Mày mới lạ, sao mày không nói thẳng với Thím mấy mà đón đường nói cho tao nghe. Mấy lần con cứ nói xa nói gần mà Thím Ngủ cứ làm ngơ. Bữa nay con cần tiền mua thuốc cho bé xíu, cho nên... Mày muốn nhờ tao nói giùm phải không? Dạ. Thôi được rồi. Cảm ơn Thím. Mày đi đâu đây? Anh nhớ mặt nạ này không?
À, ý mày muốn nói tới cái thằng đeo mặt nạ ném cát vào người Thi Trúc phải không? Mày lấy đâu ra vậy? Lát biết liền. Của tao sao mày dám lấy? Của mày thiệt hả? Ừ. Sao? Bà sẵn tiền quá hả? Nhà này lấy mồ hôi để đổi gạo, chứ đâu phải là nhà băng. Tôi chỉ cho Thím mấy mượn, khi nào có tiền Thím mấy sẽ trả lại. Có tiền nhiều thì tôi đâu có tính kỹ để làm gì. Nhưng lúc này bà thấy đó, buôn bán chậm quá, kiếm tiền lo hai bữa ăn. Đóng tiền trường cho tụi nhỏ là tôi đã muốn chết rồi. Còn để ra tiền mượn xài riêng thì làm sao chịu nổi. Còn chú Từ Ngủ bạc nhược quá à. Nhà cháy tinh thần ông cũng cháy theo căn nhà. Còn Thím Từ Ngủ cũng vậy. Đáng lẽ phải phụ mình làm gốm. Đằng này chị Diệp có nói sẽ dạy cho tôi cách làm chén. Nhưng mà mấy hôm rồi tôi bận quá. Thím bận chuyện gì? Tôi đi canh tiền đền bù. Tiền cứu trợ mất hết thời giờ. Tôi nghe một số gia đình lãnh tiền đền bù hết rồi mà Thím. Chỉ một số người thôi. Chắc nhà tôi mấy tháng nữa mới tới lượt. Nè bà trời ơi, cái túi gấm màu xanh lục của tôi bà cất đâu rồi? Túi gấm màu xanh gì? Tôi đâu có thấy, tôi đâu có rợ tay vô. Cái gì? Chú đựng gì trong đó? Vàng lá với cẩm thạch. Nhà chú Trái đến đây ở chỉ có hai bàn tay không. Vậy vàng lá cẩm thạch ở đâu ra? Hồi sáng á, có một ông ăn bằng sang trọng tới đưa cho tôi. Trời trời, tôi mất của mà bà đứng đó rồi bà cười ha. Hồi sáng bà Từ Hy Thái Hậu cho người mang lễ vật tới, rước ông vô triều làm tổng quản thái giám theo hầu Thái Hậu phải không? Bà này, hai người giỡn hoài, làm gì có chuyện Từ Hy Thái Hậu đây? Ông đọc nhiều tuồng tích quá rồi chim bao. Không phải là chim bao. Tôi nhớ lúc mà ổng đưa tôi cái túi vàng á, tôi còn không tin là sự thật mà. Tôi còn nhờ ổng là giật tóc tôi nè, đó, đó, bây giờ còn đau nè, đó. Ở nhà cũ ổng chim bao y vậy một lần rồi. Chú Ngủ à, đã đến lúc chú không nên mơ màng nữa. Ngày mai chú phụ tôi đốt lò đi. Đàn ông mà không đụng đến chân tay, sẽ yếu đuối bạc nhược lắm. Còn làm việc, vừa có tiền, vừa cảm thấy khỏe mạnh. Một đồng chú kiếm ra bằng sức lao động vẫn hơn một túi vàng mà chú có trong chim bao. Bởi vì một đồng là có thật, còn bao vàng là không có. Anh Diệp nói đúng đó. Ngày mai ông phụ ảnh đi đốt lò. Hả? Đốt lò? Tay chân tôi mềm xèo gì sao dắt củi nổi. Ở đó mà cười. Ngày mai tôi cho bà chất củi vô lò, còn tôi là tôi đi châm lửa. Đó, anh chị thấy chưa? Có ông chồng như vậy tôi la rồi hỏi sao oan ức. Bà tịnh khẩu. Bà có biết câu xấu chàng hổ thiếp không? Vợ con gì mà cứ láp giáp nó xấu chồng hoài. Ừ, ông cứ đẹp trai con nhà giàu đi, ai dám nói xấu. Sao giờ này mấy đứa nó chưa tới trường vậy cả? Ê Sinh, tao kêu bộ mày không nghe hay sao mà cầm cuốn sách hoài vậy? Bộ mày sợ không cầm cuốn sách tụi nó nói mày không biết chữ hả? Trời, đưa sách là cho tôi đi, tôi đang coi mà. Cất sách vô đi. Vô đây, tôi cho coi cái này nè. Trà mua ở đâu mà đẹp quá vậy? Tôi làm đó. Trà nói dốc. Tôi nói thiệt, nhà tôi làm gốm, sẵn có đất dư nên ăn hình cho mấy bạn. Cho tôi một hình được không? Lựa đi. À, mày lấy hình người ôm con gà đi. Đẹp quá. Hình gì mà đẹp quá.
Để bữa nào làm nhiều tôi sẽ cho cả lớp. Còn mấy hình trong tay lớp trưởng cho ai vậy? Cô bé bận áo đầm rộng thùng thình là của Phượng, còn cô bé cởi trâu là của Ngọc. Bộ anh thấy em mặc áo đầm rộng thùng thình, anh nặng giống em hả? Ừ. Đưa em. Tụi bay coi, con nhỏ mặc áo đầm rộng thùng thình giống tao chưa? Còn hình kia cho em đi. Tôi cho thì chút rồi. Dạ thưa cô, con tới trễ. Vô lớp đi chút. Dạ con xin lỗi cô. Con thiệt khỏe chưa vậy Thủy Trúc? Dạ con hết bệnh rồi cô. Sao tới trễ vậy Ngọc? Con đến rủ bạn Thủy Trúc đi học. Bác Hùng không cho bạn ấy đi học. Con phải năn nỉ phụ với bạn ấy nên đến trễ đó cô. Vì con mà bạn Ngọc đi học trễ, cô đừng phạt bạn Ngọc nha cô. Các con biết quý việc học là cô mừng rồi, lẽ nào lại phạt các con. Thôi hai con về chỗ ngồi, chuẩn bị giấy vẽ mau đi. Đẹp quá. Của trò nào sao để trên bàn mình vậy Ngọc? Tặng cho hai đứa đó. Của anh hả? Cảm ơn em. Có gì đâu. Cảm ơn anh Phúc. Ngộ quá. Hai đứa có mang theo giấy cọ để tô màu không? Có giấy cọ nhưng không có màu. Em nghỉ học nên không biết bữa nay có giờ vẽ. Tụi có mấy lọ màu mới mua nè, tụi mình xài chung đi. Các con chú ý nè. Màu xanh dương, màu đỏ, màu vàng, trắng, đen là những màu chính. Từ những màu này, chúng ta có thể pha thành nhiều màu khác nhau, độ đậm lợt khác nhau. Ví dụ, muốn có màu cam, chúng ta sẽ pha màu đỏ với màu vàng. Muốn có màu tím, chúng ta sẽ pha màu xanh với màu đỏ. Muốn đậm thì thêm màu đen, muốn lợt thì thêm màu trắng. Còn muốn có màu xanh lá, chúng ta sẽ pha màu xanh dương với màu vàng. Các con vẽ đi. Sẽ phạt đó. Các con sao không lo vẽ? Quay lại bàn của Ngọc chi vậy? Chào Ngọc và chào Thủy Trúc. Lấy màu tô lên hình người bằng đất nung đó cô. Đem lên đây cho cô coi. Hai hình người bằng đất này ở đâu mà có vậy Ngọc? Dạ lớp trưởng nặng ra những hình người bằng đất tặng cho tụi con. Cô không ngờ lớp mình nhiều trò có năng khiếu như vậy. Tất cả những hình người bằng đất này đều do chính tay con làm ra hả Phúc? Dạ phải. Khéo tay lắm. Dễ thương quá. Và sẽ dễ thương hơn khi các con biết tô màu lên như Ngọc và Thủy Trúc. Phúc, trò nghĩ gì vậy? Đem bài lên cho cô chấm điểm kìa. Xin lỗi. Trò rất có khiếu về mỹ thuật. Cô cho con 10 điểm. Con cảm ơn cô. Miền
Tình đất thắm.